Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên trong căn nhà cháy ở Sài Gòn khiến cho 4 người tử vong. Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 2 tức mùng 9 Tết Giáp Thìn. Vào lúc gần 4 giờ sáng, lửa bùng lên kèm theo nhiều tiếng nổ từ căn nhà ở trong hẻm đường Cách Mạng tháng 8. Ít phút sau, đám cháy bùng lên dữ dội, lan sang hai nhà bên cạnh. Vụ hỏa hoạn xảy ra đã khiến cho 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Khoảng 1 giờ sau khi lửa bốc cháy, hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân là nghi ngờ có một người đã khóa cửa rồi phóng lửa. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Kể lại sự việc đau lòng này, các nhân chứng cho biết. Mình đọc tới là chập điện, nhưng mà tình là nó đốt. Mắng lặng chứ, phải người mình mà chạy thoát được 3 người. Không có nghe một tiếng kêu cứu nào hết. Đầu tiên tôi cũng nghĩ cái nhỏ thôi. Ai nhà đó một hồi nó là khối như là mịt mù hết. Cái nhà thứ hai này nó cũng kinh khủng luôn. Tại vì cái nhà đó nó gói shipper cho người ta, nó rồi giấy cạch trong nó nhiều lắm. Mà nó cháy cực nhanh, cháy nhanh lắm. Hai đứa con là ngủ dưới đất, rồi cháy là nghe bà con nó hô báo cháy thì mình mở cửa mà chạy ra. Lúc mình mở cửa đó mình chạy ra thì nhà cái bên đã cháy lên gác rồi, nó cháy bùng là lửa lớn rồi, hết lan sang qua nhà mình. Bà con lối xóm này hỗ trợ điện 114. Bà con ai phường với lại phòng cháy cháy thì xíu. Cái người mà đốt nhà là đòi bán nhà. Mà ở nhà đó là nhà cha mẹ để lại, là chỉ để ai khổ dịch ở thôi, không muốn bán. Mà người muốn bán đã hăm dọa đốt mấy lần rồi.